sầu riêng luôn cá lên hẹn bạn. Xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn là buổi trưa vui vẻ. Thì hôm nay mình tiếp tục đi câu làm clip cho bạn xem đây. Thì hôm nay mình đi cái địa điểm mới nữa, hoàn toàn mới luôn nha các bạn. Thì hôm nay đi vô cái đường ở đây, đường cũng khá là xa, tầm 3 km. Thì mà ở đây mình cũng chưa quen cái địa hình nữa. Thì mình nghi ngờ ở trong đây, tại vì dũng mương rất là nhiều, ao bèo luôn nè. Cho nên là mình dựng xe xuống đây mình tìm kiếm. Thì hứa hẹn là hôm nay sẽ có rất là nhiều cái điều hay và thú vị chia sẻ cho các bạn trong cái video của ngày hôm nay. Thì còn bây giờ thì mời các bạn cùng anh em mình là let's go thôi nha. Rồi tiến hành đi câu thôi các bạn. Đó em mình nó đang chờ xe mình đậu đây nè. Rồi giờ mấy anh em mình đi nha các bạn. Đi ơi. Không thấy nữa. Táp bự không? Nó nhồi nhiều không? Nó nhồi lên nhiều không? Bự không? Táp dạng nữa. Ừ đó đó. Ủa sâu tím dưới à? Má bạn rộng này đồn ghê. Mất còn rồng người ta. Ủa con cá nó ụt ở đó, nó giỡn đó nè, nó ngớp mỏ. Đó đó đó, nghe cây cỏ sữa ra đó. Má con rồng lên lặn lâu dữ đó. Đừng cho rồng rồng nó chìm nữa. Đó lên rồi đó.
lên ngay đó đó. Ừ. Thấy rồng rồng không? Một hồi nữa tao thấy rồng rồng cái tao chỉ ngang là mày thả ngay rồng rồng đó, đừng có cho nó lặn xuống mà hả, thả dịch xuống. Vậy con cá mới quạo. Rồng lặng ghê. Đó, ngay đống chà đó, ngay hai cái cây tréo á. Đó, nó lên trên này đó, trên đó, trước mặt á. Trời ơi, con cá. Lên hàng bạn ơi. Chà bỏ lửa luôn, cả 700-800 gram. Cậu lén nên không có dám la nha các bạn. Cá chà bá lửa dính rồi. Câu tiếp đi. Ôi dồi con cá. Thấy tháp nhỏ nhỏ mà bự ghê. Hên quá. Tiếp tục câu tiếp nha các bạn. Ở bển bay qua, giờ mình qua không có được. Mình không quay hồi nữa, mình quay con cá cho bạn xem sao nha. Hồi giờ tiếp tục câu nha các bạn. Ê, giật lên không lên. Video của mình đến đây kết thúc các bạn ơi. Thành quả hôm nay là tại hồi nãy đi câu, nói chung là cái dũng đó không biết người ta cho câu hay không thì mình cũng không có dám quay video. Thì thành quả hôm nay của mình là cá khá là nhiều nha. Đây, cá to không à. Tầm 800-900 gram. Rồi nửa ký cũng có nữa. Rồi cá nhỏ cũng có nữa. Nhưng mà mình không có quay cận cảnh được mấy con cá kia cho bạn xem. Tại vì video cũng có mương dũng á, cho nên là mình không có đi xa được. Thì thôi thì video mình đến đây kết thúc. Nếu các bạn thấy video mình hay, đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ cho video mình nha. Rồi, còn bây giờ thì về thôi bạn ơi. Thôi, ra lấy xe giờ về thôi bạn. Thôi, tạm biệt các bạn nha.